Tỉnh Hà Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 trong thời điểm mùa mưa bão đang đến gần. Với tinh thần không chủ quan lơ là quan tâm xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão trong năm 2020, tỉnh Hà Nam đã xác định 3 trọng điểm cấp tỉnh trong phòng chống thiên tai, gồm cụm công trình đầu mối cống Âu Thuyền tắc Giang thuộc địa phận thị xã Duy Tiên và huyện Lý Nhân cống Mộc Nam thị xã Duy Tiên và cống xả trạm bơm gốm Kim Bảng, đồng thời đề ra các mục tiêu năm 2020 là chủ động phòng tránh ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương hiệu quả, lấy phòng là chính, kiên quyết giữ vững đê điều khi lũ chưa vượt qua lũ lịch sử không để xảy ra mất mùa do hạn hán hoặc ngập úng, khi mưa lũ bão chưa vượt qua khả năng của công trình, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, bảo đảm tưới tiêu hợp lý cho hơn 87.000 ha diện tích sản xuất đất nông nghiệp, tiêu úng cho các khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao và phục vụ dân sinh kinh tế.